hỏi đầu tiên đến từ bạn Lê Minh Hà ở Lạng Sơn gửi cho bác sĩ Thủy ạ. Đó là em năm nay 28 tuổi, vùng kín bị có mùi thì tác nhân chủ yếu là gì? Và có cách nào làm giảm hay trị hẳn mùi của vùng kín không? Vì chồng em nói là trước kia thì có, tức là có mùi thơm hấp dẫn, còn bây giờ thì có mùi đặc trưng ạ. Là ông chồng trêu như vậy. Mặc dù là em vẫn vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ, thì không biết là bác sĩ Thủy có thể tư vấn cho bạn ạ. Tôi chào bạn, nói chung là thế này này, cái mùi âm đạo ấy, mùi của cái âm đạo nó có một cái mùi rất là đặc hiệu, người ta gọi là mùi trứng thối ấy. Nó rất là nhiều khi bọn mình khám phụ khoa mình biết là có những người mà đến một cái là chị biết mở ra thì phải vệ sinh mãi cái phòng phụ khoa mới hỏi đấy, nó là cái đặc trưng của bệnh chứ không phải là cái gì quá ghê gớm đâu. Mà cái bệnh đây nó là một cái loại viêm do vi khuẩn kỵ khí mà bác sĩ Hồng nói là có Haloxena, người ta gọi đấy. Nghĩa là cái loại vi khuẩn này nó tồn tại trong âm đạo, khi gặp môi trường bất thuận không thuận lợi thì nó phát triển, nhất là cái môi trường kỵ khí. Mà nếu ví dụ chúng ta ăn mặc cái quần áo nó quá chật này, quá bí thì sau một thời gian dài. Thế nhưng mà cái này thì nó nhiều khi nó lại cũng khó từ cái đường phân trở lên nữa. Thế nên những cái này thì bạn nên đi khám xong bác sĩ người ta sẽ cho đặt thuốc hoặc người ta cho uống thuốc. Cái này phải uống thuốc ấy, phải uống thuốc mà phải nhiều khi phải điều trị cả hai vợ chồng. Đúng, cả hai vợ điều trị cả hai vợ chồng sẽ khỏi. Không vấn đề gì đâu, mà thực ra này nó cũng không, nó nhiều khi nó hay tái phát lại lắm, đã bị là nó hay tái phát, nên các bạn đừng quá lo lắng. Rất nhiều người cứ bảo là em điều trị rồi xong một thời gian nó lại bị, nhưng khi nào nó bị, nhiều khi người ta rất là nhạy cảm, khi người ta thấy có cái mùi hơi bất thường thì người ta đi khám ngay. Nên là mong rằng là bạn sẽ đến một cái cơ sở y tế nào đấy, các bác sĩ sẽ khám và cho bạn đặt thuốc và cho uống thuốc thì rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Vâng ạ, như vậy bạn Minh Hà thì không phải gọi là quá lo lắng về cái vấn đề này. Chúng ta cứ đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám để điều trị thì cái này nó cũng không có cái gì khó đâu để điều trị cho nó hết cái mùi hôi đấy đâu, đúng không ạ? Hạnh phúc chẳng còn vẹn nguyên khi viêm nhiễm phụ khoa làm bạn mất đi sự tự tin và nét quyến rũ. Đừng lo, đã có dung dịch vệ sinh Sebamed pH 3.8. Dung dịch vệ sinh Sebamed cung cấp độ pH lý tưởng cho vùng kín, kết hợp với các thành phần bisabolol, cúc la mã, lô hội dịu nhẹ, có tác dụng phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm phụ khoa, cân bằng độ ẩm. Sản phẩm được kiểm nghiệm phụ khoa và lâm sàng, được các bác sĩ trên thế giới khuyên dùng, được sản xuất 100% tại Cộng hòa Liên bang Đức và được tin dùng trên 80 quốc gia. Sebamed, phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa, tự tin giữ gìn hạnh phúc.